Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta xin chia sẻ 4 điều mà Thoại Nail nên tránh khi phục vụ dịch vụ cho khách hàng. Thứ nhất là mình không nên nói tiếng Việt hoặc nói chuyện thoại quá lâu trong lúc phục vụ dịch vụ cho khách hàng. Cái việc mà dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để mà mình nói chuyện trong lúc làm việc cho khách hàng á, làm cho khách hàng cảm thấy rất là khó chịu, tại vì họ không có hiểu mình đang nói gì, họ cảm thấy họ bị loại trừ và rất là dễ gây hiểu lầm là mình đang nói xấu họ. Và họ trả tiền để họ được mình phục vụ dịch vụ cho họ, họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và tôn trọng. Cái việc nói chuyện điện thoại hoặc nói tiếng Việt trong lúc làm việc có thể làm phân vân, bị ảnh hưởng đến cái sự tập trung và cái hiệu quả nó không tốt, rất là dễ bị khách hàng khó chịu, bực bội và complain, khiếu nại mình. Cái điều thứ hai đó là không nên nói xấu khách hàng với khách hàng hoặc là nói xấu thợ với khách hàng, tại vì điều đó làm cho khách hàng nghĩ rằng ồ, bạn vừa nói xấu người khách khác với tôi thì khi tôi ra khỏi tiệm bạn cũng sẽ nói xấu tôi với người khác. Và cái việc mà nói xấu thợ với khách hàng sẽ làm khách hàng thiếu đi sự tôn trọng với mình và nghĩ rằng mình không có cái teamwork. Cái thứ ba mà chúng ta thấy rất là nhiều người bị mắc phải đó là không có báo giá với khách hàng, không có thành thật về giá cả với khách hàng. Rất là hay nếu mà mình có thể bán thêm dịch vụ, mình add on dịch vụ được, nhưng mà phải nên thành thật mình báo giá với khách hàng. Tại khi mình nói là do you want to try, chữ try có nghĩa là thử, thử là không tính tiền, hoặc là you, mình muốn add on cái gì đó thì mình phải nên nói giá với khách hàng, khách đồng ý hãy làm dịch vụ đó, chứ đừng có nói là bạn hãy thử rồi khi ra tính tiền một số tiền rất là lớn, khách hàng làm cảm thấy là khó chịu và họ không có hài lòng về điều đó, họ rất dễ dispute là đòi tiền lại hoặc là khiếu nại thì rất là phiền phức với mình. Điều thứ tư đó là mình không thành thật giờ giấc với khách hàng. Thì mọi người biết rồi, cái nghề nail của mình lúc vắng thì nó vắng, giờ lúc mà đông thì đông vô ào ào, hoặc là những khách hàng của mình bị trễ thì mình không có muốn mất các khách hàng, cho nên mình nói là I'll be right with you in 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Nhưng mà 5, 10, 15 phút sau rồi thì mình lại đưa khách hàng vào ghế làm chân, mình mở nước cho họ ngâm thêm 15-20 phút nữa, hoặc là mình đưa vào bàn, mình lại wrap tay lại cho mình đợi thêm 15-20 phút nữa để mình làm một khách khác, thì rất là dễ mất lòng người khách đó. Đó là 4 điều mà chúng ta cảm thấy hay xảy ra nhất trong tiệm nail. Còn các bạn có thêm điều gì bổ sung thêm để mọi người cùng học hỏi và chia sẻ với nhau nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.